Chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên một mặt hàng sưu tầm cực chất nữa gửi đến anh em. Lần này mình có về được vài cây búa đến từ hãng Milauke, một cái thương hiệu phải nói là đỉnh trong đỉnh, hàng xịn trong xịn. Đó. Nói đến thương hiệu Milauke thì anh em chỉ cần nghe tới tên là anh em đã biết cái thương hiệu này. Thương hiệu này nó rất là lớn, hàng xịn sò, hãng xịn sò lớn của Mỹ. Lần này mình giới thiệu cho anh em về cái hai cái mẫu búa đến từ hãng, đó là cái mẫu búa size 20 OZ và một cái mẫu số 2 là cái mẫu 22 OZ. Đây là những cây búa tình trạng là còn zin cứng, hầu như chưa hề sử dụng, hoặc chưa hề sử dụng luôn đó nè. Những cây này nó tình trạng nó còn gỡ 95%, đẹp cực kỳ. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái cây búa 20 OZ cho anh em ha. Thì thiết kế cây 20 OZ thì tổng thể thì nó nặng 1 kg và cán của nó dài là 35 phân. Thiết kế đầu búa đầu cong, trên cái thân cái búa đều có còn hết đầu mồi đinh nha anh em, còn riêng 500 zin của nó. Thì cây này là chuyên dụng đó anh em, ta đóng những đinh lớn trọng lượng 1 kg thì anh em đóng từ đinh 6 tới đinh 10 là rất là ngon. Đặc biệt anh em là chuyên đóng chuyên nghiệp có pha mà đóng đinh lớn, đầu thiết kế dạng cong, có mang tính chất vừa hiện đại mà vừa cổ điển. Cây búa này mình đánh giá là mang cái tính chất vừa hiện đại và cổ điển cực kỳ đẹp. Và mình bán với giá là 450.000 chưa phí vận chuyển đối với cây 20 OZ của hãng Milauke này. Và cái mẫu số 2 là cái mẫu 22 OZ, một cái mẫu mình phải nói là cực ngầu, cực đẹp, đậm chất của Mỹ. Nó thiết kế cái quả búa phải nói là hơi là ấn tượng, một đầu búa to, thon, dài, nhìn cực kỳ đã. Tổng thể thì cây búa này nó dài 38 phân và cũng nặng 1 kg luôn nha anh em. Tình trạng là có đầu mồi đinh, còn zin 500 hút đinh. Những cái này tính năng nó khá là thuận lợi cho anh em để anh em đóng mồi đinh đó. Anh em xem kỹ nè, đầu mồi đinh hút đinh đó, khi còn mồi đinh anh em chứ việc gõ nhẹ thì nó sẽ mồi đinh thôi. Thì cái tính năng này nhiều anh em thợ rất là cần thiết. Thì cái cây búa size 22 OZ này mình bán với giá cũng là 450.000 chưa phí vận chuyển. Thiết kế mà cái mẫu cán cầm cong rất là đẹp, hai cái đều thiết kế cán cong hết nha anh em. Cán thép nghiền khối bọc nhựa ABS rất là đẹp và chắc chắn, một màu hồng đặc trưng của hãng Milauke. Thì với giá 450.000 chưa phí vận chuyển một cây thì anh em sở hữu một cây búa đến từ hàng hiệu của hãng Mỹ, hãng Milauke. Hàng này ít khi mà có hàng lắm, cực kỳ là hiếm, đáng đồng tiền đó anh em sưu tầm. Nhiều khi có tiền mà cũng không mua được đó anh em, tại vì tính chất vừa xịn mà vừa hiếm của nó ít khi thấy lắm, có khi vài năm mới gặp được vài cây thôi. Anh em nào nhanh tay sưu tầm thì liên hệ mình, chỉ có vài cây thôi. Rồi, xin kết thúc video tại đây, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.